Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Sơn tiếp tục giới thiệu đến cho quý vị và các bạn bộ dây loa. Thành phần dây rất quan trọng và rất là dễ để nhận biết được âm thanh khi chúng ta thay dây loa trong một bộ dàn. Mình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn dây loa Ovan 12, có độ dài là 8 feet, tương đương khoảng 2,4 m, có giá là 4.900.000 của hãng Analysis Plus và hoàn toàn được sản xuất tại Hoa Kỳ. Đây là một sự lựa chọn rất là thích hợp dành cho những bộ dàn khoảng vài chục triệu. Chúng ta sẽ cùng quan sát kỹ xem dây này chất lượng thế nào. Với cái giá thành là 4.900.000 cho một bộ dây loa 2,4 m được sản xuất tại Hoa Kỳ chính hãng, theo mình là giá thành như thế là rất là rẻ. Và dây này thì luôn được mệnh danh là có hiệu năng trên giá thành cực tốt, tức là với giá thành bỏ ra, quý vị và các bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn thế. Âm thanh rất tốt, cải thiện ngay đối với những bộ dàn bình dân và khác hẳn so với những cái loại dây dẫn kém chất lượng hay là những cái dây dẫn mét được bán ngoài chợ. Ở trên một đầu dây chúng ta sẽ thấy ký hiệu speaker, đây là đầu mà quý vị và các bạn cắm vào loa. Còn đầu còn lại xem nào, sẽ có cái dòng chữ là am đây. Đó, dòng chữ am là để quý vị và các bạn cắm vào phần cọc đầu loa. Và còn một cái mẹo nữa để chúng ta nhận biết, đó là theo chiều chữ. Chúng ta sẽ cắm theo chiều chữ chạy, đó là chiều từ âm ly ra đến loa là sẽ theo chiều chữ chạy. Nếu mà đối với những cái bộ dây nào mà không có ký hiệu hai đầu rõ ràng thì chúng ta sẽ căn cứ theo chiều chữ chạy. Và mình thấy dây được làm rất là tốt, tức là nó rất là mềm và bên trong chúng ta thể quan sát được kỹ những cái lõi đồng có chất lượng rất tốt đến từ nhà sản xuất Analysis Plus. Hãng này thì là một tập đoàn tại Hoa Kỳ, được thành lập năm 93. Đây là một sản phẩm gọi là tầm phổ thông. Và hãng này đánh mạnh vào tầm giá thấp, chủ yếu là trong tầm giá vài triệu đến khoảng tầm hơn 20 triệu chúng ta sẽ có rất nhiều các sự lựa chọn. Và với những cái tầm giá như vậy thì dây Analysis Plus có chất lượng âm thanh có thể gọi là khá vượt trội so với nhiều hãng khác và là một sự lựa chọn hàng đầu đối với những người mê âm thanh khi muốn chọn lựa những bộ dây loa hay là dây tín hiệu tốt với một cái giá thành vừa phải để sử dụng cho những bộ dàn hi-fi. Mình nhắc lại sản phẩm có tên là Ovan 12/2, có giá thành là 4.900.000 đồng, độ dài là 8 feet và sử dụng đầu jack cắm bắp chuối rất là tiện lợi. Hiện đang có bán tại Thiên Hà Audio, số 42 ngõ 178 Thế Hà, Hà Nội. Kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến tận nơi để mua sản phẩm này và cũng như trải nghiệm thêm nhiều sản phẩm khác tại nơi đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.